Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bill Gates, ông là ai? Tỷ phú Bill Gates được biết đến như là một trong những doanh nhân thành đạt gây tranh cãi nhất trong lịch sử, bị không ít đối thủ chỉ trích, kiện tụng vì cạnh tranh không lành mạnh và độc quyền. Ông là một nhà công nghệ đầy tham vọng, một bộ não xuất chúng và là nhà từ thiện quyền lực, đang điều hành tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới trị giá 50 tỷ đô la, Bill and Melinda Gates Foundation. Dù vậy, doanh nghiệp từ thiện của Bill Gates cũng đã gây ra khá nhiều tranh cãi về mặt đạo đức trong suốt hai thập kỷ qua, xoay quanh những hoạt động ngổn ngang mà nhiều người cho rằng quỹ này đã ít phải chịu sự giám sát của chính phủ, của công chúng. Trong đó phải kể đến mối quan hệ mật thiết giữa Bill Gates với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc về hậu quả tai hại của các liều vaccine gây nguy hại đến sức khỏe con người và cả những nghịch lý từ quỹ từ thiện khổng lồ của ông. Suốt thời gian đồng hành của Microsoft và quỹ Bill and Melinda Gates Foundation cũng là những năm tháng Bill Gates có những mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc, quốc gia độc tài nổi tiếng về trộm cắp sở hữu trí tuệ và vi phạm nhân quyền nhất thế giới. Khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng nổ ở Trung Quốc, nhà cầm quyền Bắc Kinh với sự tiếp tay của WHO đã che giấu dịch bệnh trong giai đoạn đầu tiên khởi phát, đã cho phép từ một ổ dịch cục bộ ở thành phố Vũ Hán bùng phát thành đại dịch toàn cầu. Quyền lực mềm giúp quảng bá bản đồ đường 9 đoạn phi pháp, trong khi tỷ phú Michael Bloomberg sử dụng sự giàu có của mình để tham gia cuộc đua trở thành ông chủ Nhà Trắng năm 2020, thì tỷ phú Bill Gates đã chứng minh rằng có một con đường dễ dàng hơn để vươn tới quyền lực chính trị, một cách cho phép các tỷ phú không được lựa chọn để định hình chính sách công, nhưng lại có thể can thiệp một cách thuận lợi. Từ thiện, nền kinh tế toàn cầu ngày nay, mối bận tâm của một doanh nghiệp chính là việc quản lý, giữ gìn danh tiếng và trách nhiệm đối với xã hội. Vì vậy, từ thiện đã trở nên hữu ích hơn bao giờ hết. Hoạt động từ thiện là một chủ đề yêu thích khi các tỷ phú trên thế giới tề tựu tại một hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc nào đó. Tại đó, họ có thể củng cố thêm các mối quan hệ, địa vị và mở rộng quyền tài phán. Bill Gates là hình mẫu của giới trẻ trên toàn thế giới khi ông lập nên một gia sản khổng lồ từ niềm đam mê máy tính. Năm 2000, Bill Gates thôi giữ chức giám đốc điều hành Microsoft và đến năm 2006, ông thông báo sẽ rút dần công việc ra khỏi tập đoàn công nghệ để dành thời gian nhiều hơn cho quỹ Bill and Melinda Gates Foundation. Quỹ này được cho là đầu tư vào một công ty với mục đích là giảm tỷ lệ đói nghèo ở các nước kém phát triển. Đầu tư vào công ty được đề xuất sản xuất ra các loại thuốc hiện không được bán ở các nước đang phát triển. Mục tiêu của quỹ thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo phát triển các công nghệ năng lượng sạch, nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe của xã hội cũng như đầu tư vào giáo dục. Những bài thuyết trình của tỷ phú Bill Gates về các vấn đề toàn cầu thường thu hút rất đông người theo dõi. Ngày 31 tháng 10 năm 2018, bài thuyết trình của tỷ phú Bill Gates về sự đói nghèo được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của ông, nơi có hơn 2 triệu người đăng ký và hàng triệu lượt theo dõi video này. Trong video thuyết trình với chủ đề Living in Extreme Poverty, cuộc sống đói khổ cùng cực của tỷ phú Bill Gates đã lấy Trung Quốc làm một ví dụ minh họa sinh động về cuộc sống của người Trung Quốc, một quốc gia nghèo đói trong những năm 1990, và ở phút thứ 2 phút 40 giây, ông đã dùng bản đồ có đường 9 đoạn phi pháp mà thế giới không công nhận. Nhiều năm nay, Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và phức tạp để hợp thức hóa đường 9 đoạn ra thế giới. Qua các kênh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, cho đến luồn lách vào các sản phẩm in ấn như sách vở, báo chí, các sản phẩm thương mại, v.v.
Trên Biển Đông, Trung Quốc thường xuyên dùng tàu hải dương hải cảnh to lớn ngang nhiên đi dò thám, đe dọa tấn công tàu thuyền của các nước láng giềng ngay chính trong vùng lãnh thổ của họ. Liệu một doanh nhân hàng đầu thế giới, một nhà khoa học tiếng tăm, chủ tịch quỹ từ thiện lớn nhất cùng các mối quan hệ sâu rộng với các nhà lãnh đạo trên thế giới như Bill Gates lại có thể sơ sảnh dùng tấm bản đồ gây tranh cãi này giúp quảng bá ra toàn thế giới cho Trung Quốc? Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Bill Gates gây ra những tranh cãi xoay quanh các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Ngay khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tạm ngừng khoản viện trợ 400 triệu đô la dành cho WHO để đánh giá lại cách quản lý sai lầm nghiêm trọng và che đậy sự lây lan của virus Vũ Hán, thì tỷ phú Bill Gates đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà tài trợ tự nguyện lớn nhất của WHO, 150 triệu đô la. Tỷ phú Bill Gates đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump trong một tweet là nguy hiểm và cho biết thế giới cần WHO hơn bao giờ hết. Vốn là một người kín kẽ trong đời sống riêng và ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng với tư cách là một người đang hỗ trợ tích cực cho cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán thông qua quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates, tỷ phú Bill Gates xuất hiện dày đặc trên phương tiện truyền thông thế giới trong thời gian qua. Từ tháng 3, tỷ phú Bill Gates lên tiếng cảnh báo về hậu quả của việc chậm trễ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại Mỹ. Ông thúc giục chính phủ Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc và chỉ trích chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trái ngược với những chỉ trích nước Mỹ trong một cuộc phỏng vấn của CCTV, tỷ phú Bill Gates lại đề cao các biện pháp ứng phó với dịch bệnh của Trung Quốc, cũng như vai trò của Trung Quốc trong việc giúp đỡ các nước đang bị đại dịch hoành hành. Tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Trung Quốc, đặc biệt là Vũ Hán hiện nay rất thấp. Đây là một tin tức tốt. Trả lời phỏng vấn của CNN, Bill Gates ủng hộ quan điểm phong tỏa trên phạm vi toàn nước Mỹ và yêu cầu áp dụng mạnh tay như mô hình phong tỏa hà khắc của Trung Quốc. Càng phong tỏa sớm thì càng nhanh lên đỉnh dịch. Chúng ta chưa ở đỉnh dịch và một phần đất nước vẫn chưa bị phong tỏa. Về cơ bản, việc chúng ta cần làm là học theo những gì Trung Quốc đã làm đối với vùng dịch. Trong khi thế giới hoài nghi về các số liệu ca bệnh cũng như cách Trung Quốc tuyên bố dập dịch thành công, buộc người dân phải quay trở lại sản xuất, thì nhà sáng lập Microsoft hoàn toàn tin vào số liệu do Bắc Kinh cung cấp, cũng như khuyên người Mỹ phải chấp nhận hy sinh kinh tế ở các quốc gia khác, cả nước phải thực hiện đồng loạt phong tỏa. Họ chấp nhận trả giá, một cái giá khổng lồ. Ở Trung Quốc, tỷ lệ người nhiễm chỉ là 0.01%. Bây giờ thì các cửa hàng ở đó đã mở cửa trở lại, trong khi các nơi khác thì lại đóng. Khi Tổng thống Donald Trump gọi đích danh nguồn gốc virus bằng cái tên virus Trung Quốc, các quan chức của WHO đã lên tiếng cảnh báo không được gọi với cái tên như vậy, vì điều đó có thể dẫn đến phân biệt chủng tộc. Điều kỳ lạ là tỷ phú Bill Gates lại đồng tình với ông Tổng Giám đốc WHO khi ông trả lời trong chuyên mục Ask Me Anything trên diễn đàn Reddit hồi tháng 3 năm 2020, khi một độc giả hỏi Bill Gates rằng vai trò của Bill Gates là gì, thì tỷ phú Bill Gates lại không trả lời trực tiếp câu hỏi này. Thay vì đó, ông viết rằng chúng ta không nên gọi đây là virus Trung Quốc. Câu trả lời của Bill Gates sau đó đã được China Global Television Network CGTN đăng lên kênh YouTube chính của đài truyền hình này và loan ra toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, tỷ phú Bill Gates đã ca ngợi vai trò của Trung Quốc trong cuộc đua điều chế vaccine và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh toàn cầu. Trung Quốc có dây chuyền sản xuất dược phẩm tuyệt vời. Họ làm việc dựa trên nguyên tắc đảm bảo rằng sản phẩm đạt chất lượng không chỉ Trung Quốc mà còn đáp ứng tiêu chuẩn thế giới. Một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của Bill và Melinda Gates chính là đầu tư vào các dự án sản xuất vaccine của Trung Quốc.
Đặc biệt trong cuộc chiến với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc có thể làm tốt việc nghiên cứu vaccine và đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua này. Ngược lại với sự lạc quan của Bill Gates, kể từ khi đại dịch bùng phát đã có hàng trăm cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Trung Quốc, nhưng các nhà khoa học nước này lại bày tỏ quan ngại. Thực tế, các loại thuốc được sử dụng trong một số thử nghiệm không có hiệu quả trong điều trị bệnh này. Bên cạnh đó, các lô hàng vật tư y tế của Trung Quốc chuyển giao cho thế giới trong đại dịch dính nhiều tai tiếng. Bill Gates, Tập Cận Bình, mối giao hảo. Tháng 1 năm 2020, với từng bước toàn tính như hủy bằng chứng mẫu trong các phòng thí nghiệm, che đậy dịch bệnh dối trá các số liệu ca bệnh và đàn áp những tiếng nói bất đồng, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tay thổi bùng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ra toàn thế giới, đẩy nhiều quốc gia vào cuộc khủng hoảng sức khỏe và kinh tế tồi bại nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, bà Li Jinu, giám đốc văn phòng Trung Quốc của quỹ Bill and Melinda Gates Foundation lại phát biểu, Trung Quốc đang thực hiện các bước tích cực để hạn chế sự lây lan của coronavirus mới và họ đang tích cực chia sẻ dữ liệu với các đối tác quốc tế để tăng cường phản ứng toàn cầu và giúp các nước khác chuẩn bị đối phó. Trong lá thư gửi Tập Cận Bình vào ngày 6 tháng 2, tỷ phú Bill Gates đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại dịch virus Vũ Hán và cam kết tài trợ khẩn cấp lên đến 100 triệu đô la. Phần lớn số tiền đó sẽ giúp Trung Quốc tăng cường nghiên cứu dịch tễ học, đẩy nhanh việc phát triển vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán. Ngày 22 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã ưu ái viết một bức thư cảm ơn quỹ Bill and Melinda Gates đã hỗ trợ Trung Quốc chống lại đại dịch virus chết người, trong đó có đoạn xin trích: "Tôi đánh giá cao hành động hào phóng của quỹ Bill and Melinda Gates và lá thư đoàn kết của ông với người Trung Quốc vào thời điểm quan trọng như vậy." Hết trích. "Chúng tôi đã tập hợp cả các quốc gia và áp dụng một loạt các biện pháp chưa từng có để ngăn chặn và giảm nhẹ dịch bệnh và chữa trị cho người bệnh. Tôi ủng hộ sự hợp tác của ông với tổ chức có liên quan của Trung Quốc và mong muốn tăng cường phối hợp và nỗ lực phối hợp trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích sức khỏe và hạnh phúc của tất cả mọi người." Cần nói thêm, quỹ Bill and Melinda Gates là đối tác lâu dài của Trung Quốc trong việc hợp tác kiểm soát dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc MOST và quỹ Bill and Melinda Gates đã công bố một bản ghi nhớ khẳng định cam kết thúc đẩy phát triển các sản phẩm y tế, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển CNTT cho nông thôn và y tế. Tháng 11 năm 2019, khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bước vào giai đoạn gay cấn nhất, tại diễn đàn kinh tế mới của Bloomberg, Bill Gates đã mô tả sự dự án năng lượng hạt nhân mà công ty TerraPower hợp tác với Trung Quốc đang bị đánh cắp. 5 năm tiến bộ công nghệ do các thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc. Bill Gates là chủ tịch của công ty TerraPower và năm 2015 công ty này đã ký thỏa thuận với doanh nghiệp nhà nước của Tập Cận Bình là Đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc để phát triển, xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại thành phố Thương Châu, phía nam Bắc Kinh. Thay đổi chính sách là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn Bắc Kinh theo đuổi công nghệ quan trọng của Mỹ. Khi đó, nhiều lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia nếu như Trung Quốc nắm được năng lượng hạt nhân bên ngoài các quy trình hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Có thể thấy mối quan hệ giữa Bill Gates, quỹ từ thiện của ông và Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết không chỉ ở lĩnh vực hỗ trợ y tế mà còn sâu rộng trong nhiều lĩnh vực và kéo dài qua ba đời lãnh đạo của Trung Quốc, đó là Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình. Trên trang tin của mình, Microsoft đã dành những lời giới thiệu rất trân trọng về việc tập đoàn này đã có mặt tại Trung Quốc từ những năm 1992.
Người sáng lập của chúng tôi Bill Gates có tầm nhìn xa khi thành lập văn phòng tại Bắc Kinh đã dự đoán chính xác sự chuyển đổi của đất nước này sang nền kinh tế bùng nổ mà chúng ta đã thấy ngày nay. Microsoft đã mở rộng kinh doanh trên khắp Trung Quốc theo chiến lược đầu tư và phát triển dài hạn. Ngày nay, các công ty con và trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn nhất R&D của Microsoft ở bên ngoài nước Mỹ đều đặt tại Trung Quốc. Microsoft đã thiết lập chặt chẽ với hàng chục ngàn đối tác trong ngành công nghệ để hiện thực hóa các giải pháp và công nghệ của Microsoft tại Trung Quốc. Tập đoàn này tự hào tuyên bố với mỗi nhân dân tệ mà Microsoft kiếm được thì các đối tác sẽ kiếm được 16 tệ. Năm 2003, tỷ phú Bill Gates bay tới Bắc Kinh để gặp ông Giang Trạch Dân và báo chí nhà nước đưa tin rầm rộ ngài tỷ phú là khách mời của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Nhà nước Trung Quốc. Microsoft luôn chú trọng đến bảo vệ sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ năng lực đổi mới của công nghệ. Tuy nhiên, bất chấp lo ngại phần mềm của họ sẽ bị bẻ khóa, đối với Microsoft, thị trường Trung Quốc từ lâu đã là thèm khát bởi sức hấp dẫn và sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của đất nước tỷ dân này. Bill Gates đã ký thỏa thuận với chính quyền Bắc Kinh chia sẻ mã nguồn cơ bản và hệ điều hành Windows. Tỷ phú Bill Gates phát biểu trong cuộc họp báo: "Đây là một thỏa thuận quan trọng đối với chúng tôi và là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc." Cùng với việc ký và thỏa thuận tương tự với 30 chính phủ khác, Bill Gates cho biết quyền truy cập vào mã nguồn sẽ cho phép các chính phủ tự đánh giá tính bảo mật của nền tảng Windows, đồng thời cũng cung cấp dữ liệu kỹ thuật họ cần để phát triển các ứng dụng bảo mật của riêng họ trên hệ điều hành Windows. Năm 2014, khi Trung Quốc tìm cách thay thế hoàn toàn Windows bằng cách tự phát triển một hệ điều hành riêng có tên là Reflex, một biến thể của Linux, thì Microsoft nhanh chóng hợp tác với nhóm công nghệ điện tử Trung Quốc CETC nhằm lấy lòng lãnh đạo Bắc Kinh bằng một phiên bản Windows 10 đặc biệt đã được chỉnh sửa dành riêng cho Trung Quốc. CETC, nhóm chịu trách nhiệm phát triển công nghệ cho chính phủ quân đội Trung Quốc, lại sở hữu tới 51% cổ phần trong liên doanh với Microsoft có tên CNM, Information Technology. Microsoft tiếp tay cho Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Đầu những năm 2000, khi Internet trở thành nền tảng thông tin có thể truy cập công khai, Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại các luồng thông tin trực tuyến có thể tác động lớn đến nền chính trị độc đảng, thách thức đối với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là vừa phải duy trì lợi ích của Internet trong giao thương nhưng vừa không cho phép các công nghệ này đẩy nhanh tốc độ thay đổi chính trị. Đó là lý do cho sự ra đời một hệ thống kiểm duyệt tinh vi nhất hành tinh. Năm 2004, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc Microsoft là một trong số tập đoàn công nghệ máy tính hàng đầu đã góp phần thúc đẩy sự gia tăng đáng kể số người bị nhà cầm quyền Trung Quốc giam giữ hoặc kết án vì các vi phạm liên quan đến Internet. Nhóm các nhà bảo vệ nhân quyền đã chỉ trích công nghệ do Microsoft chuyển giao cho nhà cầm quyền Trung Quốc đã được Bắc Kinh sử dụng để kiểm duyệt Internet, dẫn đến việc nhiều nhà bất đồng chính kiến, các nhà dân chủ đối thủ chính trị bị tống giam. Mark Allison, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết Microsoft nên quan tâm nhiều đến việc vi phạm nhân quyền và nên sử dụng ảnh hưởng của mình để dỡ bỏ các hạn chế về quyền tự do ngôn luận và giúp nạn nhân ra khỏi nhà tù. Điều đáng lo ngại là dường như họ không nêu ra những vấn đề này. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng Microsoft đã vi phạm nhân quyền mới của Liên Hợp Quốc được áp dụng cho các công ty đa quốc gia, trong đó các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo đảm rằng hàng hóa và dịch vụ mà họ cung cấp sẽ không được sử dụng để lạm dụng quyền con người. Trong khi đó, tập đoàn Microsoft chia sẻ với tờ Observer: Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp công nghệ tốt nhất cho mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, công nghệ đó được sử dụng như thế nào với mỗi cá nhân thì không thuộc sự kiểm soát của công ty.
Hai năm sau, ngày Trung Quốc được kết nạp vào WTO, một loạt các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có Microsoft, đã cung cấp nền tảng kiểm duyệt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và giúp cho Trung Quốc trở thành quốc gia có hệ thống kiểm duyệt Internet mạnh nhất và tinh vi nhất thế giới. Các trang web đã bị cấm sử dụng các từ nhạy cảm như Đài Loan, Tây Tạng, Pháp Luân Công, Dân Chủ, Bất đồng chính kiến, Nhân quyền, v.v. Ngày 18 tháng 4 năm 2006, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến thăm Mỹ đầu tiên, nhưng thay vì bay đến Washington DC, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc coi đó là công việc gặp gỡ với Tổng thống Bush trước, thì họ lại chọn bay tới tiểu bang Washington để gặp bạn bè. Tiểu bang Washington, nơi có trụ sở của Microsoft, vốn coi Trung Quốc là một khách hàng lớn và là thị trường phát triển mạnh nhất trong dòng máy tính cá nhân. Khi nhà lãnh đạo của quốc gia cộng sản hùng mạnh nhất thế giới gặp một trong những nhà tư bản hàng đầu của nước Mỹ, cuộc nói chuyện giữa họ không chỉ đơn thuần là các hợp đồng thương vụ. Hồ Cẩm Đào đã dùng bữa tối thân mật tại dinh thự bên hồ của tỷ phú Bill Gates cùng với thống đốc bang Washington. Trước khi bay tới thủ đô Washington DC gặp Tổng thống Bush, ông Hồ Cẩm Đào nói với Bill Gates rằng ông là người bạn của nhân dân Trung Quốc, còn tôi là người bạn của Microsoft. Có vẻ như Bill Gates và ông Hồ Cẩm Đào đã bỏ qua sự khác biệt về văn hóa Đông Tây và hướng tới mối quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung. Tập đoàn Microsoft dưới sự lãnh đạo của Bill Gates đã tạo ra phòng thí nghiệm phát triển tại Bắc Kinh, nơi đã trở thành thánh địa cho những người giỏi nhất và thông minh nhất của Trung Quốc. Nó đồng thời trở thành niềm tự hào của người Trung Quốc và là vũ khí trong cuộc chiến chống lại các đối thủ của Microsoft. Và như một phần thưởng, Trung Quốc công bố một trong những nhà sản xuất máy tính lớn nhất của Trung Quốc sẽ mua hệ điều hành Microsoft với giá 250 triệu đô la. Bill Gates, vị thế hiếm thấy trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2015, ông Tập Cận Bình đã có chuyến thăm trên cương vị nhà lãnh đạo của Trung Quốc và cũng lại chọn điểm đến đầu tiên tại tiểu bang Washington, nơi ông sẽ tới là Seattle để thăm trụ sở Microsoft mà ông gọi là cửa ngõ của châu Mỹ đến châu Âu. Kỳ lạ, tiểu bang Washington luôn được chọn làm điểm dừng đầu tiên của các nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc. Tất nhiên đây là tiểu bang xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc, và là thành phố Seattle, nơi có trụ sở của Microsoft, tất nhiên cũng không phải là lần đầu tiên được tiếp đón các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tới thăm. Năm 1993, tại thành phố này, ông Giang Trạch Dân đã từng gặp vị đồng nhiệm là Tổng thống Bill Clinton. Đây cũng là cuộc gặp gỡ cấp cao nhất giữa hai nước kể từ sau vụ đàn áp đẫm máu tại Thiên An Môn năm 1989. Năm 2006, người kế nhiệm là ông Hồ Cẩm Đào cũng đã đến gặp Bill Gates ngay tại Seattle. Và khi nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đang sử dụng Windows mỗi ngày, đích thân tỷ phú Bill Gates đã ngỏ lời đề nghị giúp sửa chữa nếu như máy tính của Hồ Cẩm Đào có sự cố gì. Với vị thế hiếm có, giữ gìn mối quan hệ qua ba thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể phần nào hiểu tỷ phú Bill Gates đã có một quá trình gắn bó lâu dài với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2007, Bill Gates đã được trao bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc. Cũng cùng năm đó, ông trở thành thành viên danh dự của Đại học Bắc Kinh. Năm 2017, tỷ phú Bill Gates đã được trao một trong những danh hiệu học thuật cao nhất của Trung Quốc, chỉ dành cho các nhà khoa học và kỹ sư lỗi lạc. Bill Gates là người nước ngoài duy nhất được Học viện Kỹ thuật Trung Quốc CAE bầu chọn làm thành viên trọn đời trong 533 ứng cử viên. CAE trực thuộc Hội đồng Nhà nước, cơ quan quản lý hàng đầu của Trung Quốc, có vai trò tư vấn cho chính quyền Bắc Kinh và về phát triển kinh tế và xã hội đất nước. Các thành viên của CAE phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch chính trị nghiêm ngặt mới được bầu chọn. Theo CAE, người nước ngoài đủ điều kiện trở thành thành viên nếu họ đóng góp cho sự phát triển hoặc là phát triển tốt hơn nữa về mặt chính sách cũng như những lợi ích nói riêng của Trung Quốc trong vấn đề
quản lý thông tin cũng như phát triển kinh tế xã hội của Trung Quốc trong những thời gian vừa qua. Và một điều quan trọng nhất là có thể nói tỷ phú Bill Gates cùng thành lập Microsoft có liên hệ khá hoàn hảo với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên không có gì lạ khi ông lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump, chê bai nước Mỹ, ca ngợi cách ứng phó độc tài dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như đồng tình với cách xử lý khủng hoảng của WHO. Năm 2015, tập đoàn Microsoft của ông cũng đã được tạp chí Fast Company trao giải thưởng công ty sáng tạo nhất thế giới năm 2015 tại Trung Quốc nhờ chiến lược phát triển sản phẩm địa phương và cam kết giúp đỡ các đối tác Trung Quốc. Microsoft đồng thời cũng được vinh danh như một trong những công ty giúp tái tạo nền kinh tế Trung Quốc cùng với Alibaba, Tencent và Baidu. Từ Phạm Văn Đồng tới Nguyễn Phú Trọng. Chưa lúc nào đất nước bị đe dọa chiến tranh như lúc này khi mà Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sẽ tiếp tục cho Việt Nam một bài học nữa về chủ quyền biển đảo, chính thức đưa ra công hàm ngày 17 tháng 4 năm 2020 nhắm tới. Với những lý lẽ gần như thô bạo, Trung Quốc kiên quyết đòi Việt Nam phải rút mọi lực lượng và phương tiện khỏi các đảo đá mà nước này đã xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp, và rồi Trung Quốc sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích của mình ở Trung Hoa Nam Hải. Điều này có nghĩa là căn cứ vào đo quân đội của nhân dân Việt Nam đang chấn giữ tại Trường Sa phải rút khỏi, và đồng thời mọi lô dầu khí của Việt Nam đang khai thác trở thành bất hợp pháp. Công hàm được Bắc Kinh gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phản đối hai công hàm ngày 30 tháng 3 và 10 tháng 4 của Việt Nam về Biển Đông liên quan đến một báo cáo của Malaysia trình Ủy ban ranh giới thềm lục địa hồi cuối năm 2019. Sau khi gửi công hàm này đi một ngày thì ngày 18 tháng 4 năm 2020, Trung Quốc đã ra tuyên bố thành lập cái gọi là quận Tây Sa và Nam Sa trái phép ở trên hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam là Hoàng Sa và Trường Sa, lấy bãi chữ thập mà Trung Quốc chiếm được của Việt Nam thành đại bản doanh quản lý hai quận này. Trước đó, Trung Quốc chính thức mang công hàm Phạm Văn Đồng ra trước Liên Hợp Quốc như một bằng chứng mạnh mẽ rằng Việt Nam đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc từ năm 1958, được ký bởi Thủ tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bấy giờ. Lý lẽ này từng nhiều lần Trung Quốc mang ra hù dọa Việt Nam, và đó là mối lo khiến cho Việt Nam chần chừ, chưa bao giờ dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Trung Quốc biết rõ yếu huyệt này của Cộng sản Việt Nam và không ít lần mạnh dạn xâm chiếm Hoàng Sa lẫn Trường Sa của Việt Nam mà không hề sợ Việt Nam trả đũa dù là trên phương diện pháp lý. Ông Phạm Văn Đồng dù muốn hay không cũng đã có hành vi tắc trách đối với quốc gia. Ông có thể bị sự thúc bách của Bộ Chính trị khi ký quyết định chiếm miền Nam đã làm lu mờ mọi ý thức chủ quyền biển đảo. Cả một tập đoàn, tập thể Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ thấy cái miền Nam béo bở mà quên hẳn những vùng đảo nhỏ nhoi mà ông cha đã dày công kiến tạo và vun bồi. Đối với đa số lãnh đạo cấp cao lúc ấy đều xem thường tầm nhìn xa của Trung Quốc. Họ chỉ nhìn thấy tình đồng chí, môi hở răng lạnh mà không thấy được lòng tham vô tận của đầu não Trung Cộng vốn có tính di truyền từ ngàn năm trước, xem Việt Nam vốn dĩ là chư hầu không hơn không kém. Ông Phạm Văn Đồng đã thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam đóng dấu vào văn kiện biếu không chủ quyền đất nước cho Trung Quốc để đổi lấy khí tài quân nhu tiếp liệu nhằm tấn công miền Nam. Lý do lộ liễu như vậy không cần phải chứng minh, lịch sử đã cho thấy điều đó, và lịch sử cũng cho thấy cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 phản ánh lòng tham của Hà Nội và sự tức giận của Bắc Kinh trước một học trò phản trắc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, mình phải như thế nào thì người ta mới thế chứ. Và ông Trọng, Tổng Bí thư đời thứ 12, đã giữ trọn niềm tin rằng mình không làm gì khiến cho Trung Quốc bất mãn thì họ sẽ không làm gì mình. Bám vào niềm tin không lay chuyển đó, trong suốt 9 năm với hai nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kiên cường với lập trường vô chiêu thắng hữu chiêu. Có nghĩa là sẽ không làm gì đối với các động thái ngày một thâm độc của Trung Quốc. Ông chỉ cho phép
Bộ Ngoại giao đưa ra những phát biểu chung chung giống như Việt Nam không thuộc về chính phủ Ba Đình vậy. Ông Trọng đã phạm một sai lầm không thua gì ông Phạm Văn Đồng khi xưa trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào năm 2015. Ông Tổng Bí Thư đã phát biểu một câu nói để đời về vấn đề Biển Đông mà báo chí chính thống đồng loạt loan tải. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được hay không? Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xứng đáng được Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng huy chương cao nhất về hành vi bảo vệ đảng thay vì bảo vệ Tổ quốc. Ông Trọng công khai đem đảng của ông so sánh với mảnh đất được hình thành do tổ tiên bao đời đổ ra để gây dựng nó. Trong tư duy của Nguyễn Phú Trọng, chỉ có đảng là quan trọng nhất vì chỉ có đảng mới cho ông và gần 5 triệu đảng viên được quyền rút tỉa xương máu của người dân và tài nguyên của đất nước. Trung Quốc nắm tử huyệt này và ngay hôm nay họ tiến hành âm mưu độc chiếm Biển Đông cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Từ ông Phạm Văn Đồng cho đến Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa bao giờ ngừng tuyên truyền về vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản sau hội nghị Thành Đô. Những gì mà người dân được phép lên án Trung Quốc trước đó đã bị đảng rút lại. Từ những tấm bia ghi công chiến sĩ đánh Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới bị đục mất và cho tới bắt bớ giam cầm người dân nào biểu tình chống Trung Quốc. Mới nhất là phiên tòa phúc thẩm xử thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vừa kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2020. Tòa phúc thẩm y án 11 năm tù và 5 năm quản chế cho tội yêu nước, chống lại bất công, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông Phạm Văn Đồng có thể bị thúc bách nhưng ông Nguyễn Phú Trọng thì không. Tuy nhiên cả hai ông đều phải ra trước vành móng ngựa của Tòa án Nhân dân khi Trung Quốc tấn công vào Việt Nam lần này. Có như thế lòng dân mới yên và tiêu chí chống Trung Quốc mới được hình thành trong lòng công chúng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần kiên trì lên tiếng phản đối và có hành động quyết liệt trước những hành động ngang ngược, xâm phạm trắng trợn chủ quyền của quốc gia Việt Nam của Trung Cộng. Điều này đặc biệt cấp bách. Trung Quốc ngày càng lấn tới sau khi tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc gửi công thư của Phạm Văn Đồng năm 1958 lên Liên Hợp Quốc trắng trợn bộc lộ dã tâm chiếm đoạt hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ông Phạm Văn Đồng khi ấy là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với vai trò là Thủ tướng Chính phủ của một quốc gia có lãnh thổ được phân chia là Bắc Vĩ Tuyến 17 theo Hiệp định Geneva năm 1954. Ông Đồng gửi công thư cho Trung Quốc, trong đó thừa nhận tuyên bố lãnh hải của Trung Quốc. Tuy nhiên, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa lại nằm ở phía nam Vĩ Tuyến 17. Vì thế, hai quần đảo này thuộc quyền tài phán của Việt Nam Cộng hòa. Do đó, công thư của ông Phạm Văn Đồng là vô hiệu. Việc thừa nhận chính phủ Việt Nam Cộng hòa là một hành động vì lợi ích quốc gia. Thứ nhất, nó vô hiệu hóa tuyên bố của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thứ hai, nó đồng thời vừa nhận Việt Nam Cộng hòa là một chính quyền hợp pháp được quốc tế công nhận. Mà chừng nào thừa nhận sự thật lịch sử thì chừng đó mới có thể xoa dịu những nỗi đau, hàn gắn những vết thương và hòa giải dân tộc. Và chỉ khi nào hàn gắn thành một Việt Nam đoàn kết thì khi ấy mới có được một Việt Nam đủ sức mạnh để đương đầu với dã tâm của bè lũ ngoại bang phương Bắc. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.